Cách tải ảnh từ Gmail về iPhone, điện thoại Android cực đơn giản. Gmail là một trong những công cụ phổ biến để trao đổi thông tin, tài liệu hay hình ảnh. Vậy làm cách nào để tải ảnh về điện thoại của mình nếu bạn nhận được tin nhắn dưới dạng hình ảnh? Cùng theo dõi video dưới đây để biết được cách làm nhé. Một hướng dẫn cách tải ảnh từ Gmail về iPhone. Bước 1. Vào Gmail chọn tin nhắn chứa hình ảnh cần tải về iPhone. Bước 2. Nhấn giữ hình ảnh cần tải, bạn chọn lưu hình ảnh, chọn xem thông báo đã lưu hình ảnh là bạn đã tải được ảnh. Hướng dẫn cách tải ảnh từ Gmail về điện thoại Android. Hướng dẫn chi tiết. Bước 1. Vào Gmail chọn tin nhắn chứa hình ảnh cần tải về điện thoại. Bước 2. Chọn hình ảnh cần tải, chọn nhấn vào biểu tượng 3 chấm ở góc trên bên phải ảnh. Bước 3. Chọn tải xuống và xem thông báo của Gmail và hoàn thành việc tải ảnh. Như vậy là bạn đã có thể tải ảnh từ Gmail về điện thoại Android một cách đơn giản và nhanh chóng. Hy vọng video cung cấp cho bạn cách tải ảnh từ Gmail về iPhone, điện thoại Android hữu ích. Cảm ơn đã theo dõi video và hẹn gặp bạn ở những chủ đề thú vị khác.